Tục ngữ Việt Nam có câu, không có lửa sao có khói. Đúng vậy, những năm gần đây, nhà cầm quyền Việt Cộng đã nhiều lần nêu ra vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng với các đảng viên đại biểu trong những lần đại hội đảng Cộng sản. Điều đó cho biết phong trào tự diễn biến, tự chuyển hóa đang xảy ra trong lòng đảng Cộng sản, đang tạo ra sự chia rẽ trầm trọng giữa các thành phần đảng viên Cộng sản. Phong trào này một khi lớn mạnh, nó sẽ giật sập chế độ Cộng sản hiện tại. Đó là sự thật mà tập đoàn cầm đầu đảng Cộng sản Việt Nam đang lo sợ. Chúng đang ra sức phòng chống và tìm cách đối phó để mong cho đảng không sụp đổ. Đối với các tổ chức đấu tranh vì dân chủ, vì Tổ quốc Đại Việt của chúng ta thì sao? Chúng ta cần phải làm gì để hỗ trợ, để đẩy mạnh phong trào tự diễn biến, tự chuyển hóa này mỗi ngày một lan tỏa rộng lớn từ những đảng viên này sang những đảng viên khác, từ cán bộ cấp thấp đến cán bộ cấp cao trong đảng Cộng sản, từ cá nhân thành tổ chức. Được như vậy, chúng ta sẽ vận động và kêu gọi toàn dân Việt hợp sức cùng các lực lượng tự diễn biến, tự chuyển hóa đó mà quyết tâm dứt sập chế độ Cộng sản độc tài bán nước tại Ba Đình, để toàn dân cùng nhau xây dựng lại Tổ quốc, tạo dựng lại chính thể mới, dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Lò tự diễn biến, tự chuyển hóa đang cháy, chúng ta cần bỏ thêm củi vào để đốt cháy chế độ Cộng sản Việt Nam hèn với giặc, ác với dân. Với kinh nghiệm từ Nga Xô và các nước Đông Âu đã minh chứng cho chúng ta thấy rất rõ về lợi hại của các phong trào tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng Cộng sản. Khi phong trào tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của Đảng Cộng sản Liên Xô và các đảng Cộng sản Đông Âu lan tỏa, lớn mạnh, đó là lúc cái nôi của chủ nghĩa Cộng sản tại Nga Xô sụp đổ toàn diện vào năm 1998. Đảng Cộng sản Tàu và Đảng Cộng sản Việt cũng sẽ phải sụp đổ khi các tổ chức đấu tranh dân chủ của người Tàu, người Việt tìm cách phát triển mạnh phong trào tự diễn biến, tự chuyển hóa một cách khoa học với nhiều sáng tạo. Muốn đẩy mạnh phong trào tự diễn biến, tự chuyển hóa trong lòng Đảng Cộng sản, chúng ta cần vạch rõ những tội ác của người Cộng sản Việt Nam cho thế giới biết, cho đồng bào Việt Nam biết, nhất là lớp người trẻ được biết về tội ác của Hồ Chí Minh và đồng bọn trong chiến dịch cải cách ruộng đất tại miền Bắc. Cần vạch trần thêm những tội ác của tập đoàn Cộng sản qua cái gọi là quân đội giải phóng đã tàn sát đồng bào Huế trong dịp Tết Mậu Thân. Hãy vạch trần những dối trá lừa bịp của các bộ Cộng sản trong tuyên truyền, vân vân. Cần vận động toàn dân đạp đổ huyền thoại Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cũng cần nêu lên những thủ đoạn độc ác của người Cộng sản trong việc thanh trừng các đảng viên từng gọi nhau là đồng chí khi những kẻ đó không thuận với ý kiến sai lầm của đảng, như trường hợp Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang, vân vân. Vạch trần những cổ hủ lạc hậu của chủ thuyết Cộng sản về chính sách sở hữu ruộng đất toàn dân. Hãy lên án tinh thần nô lệ, bán nước, hèn với giặc, ác với dân của tập đoàn Việt Cộng tại Ba Đình, vân vân. Chúng ta cũng hãy tuyên dương tinh thần yêu nước đã dám vạch trần những tội ác tày trời của Hồ Chí Minh, của tập đoàn Việt Cộng bán nước. Đúng như cựu Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, một đảng viên Cộng sản, cho rằng Cộng sản không có tính người và tình người. Những người đấu tranh vì dân chủ cần phải vận dụng tất cả những phương tiện của khoa học kỹ thuật hiện có, phải vận dụng mạng lưới truyền thông toàn cầu một cách hữu hiệu để phát triển mạnh phong trào tự diễn biến, tự chuyển hóa. Phong trào tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang là một thứ vũ khí lợi hại sẽ giúp cho các tổ chức đấu tranh dân chủ đạt được thành công khi phong trào này trở thành một thế lực đối kháng quan trọng đối với chế độ Cộng sản. Chúng ta cần vận dụng mọi phương tiện để thúc đẩy phong trào này mỗi ngày một lớn mạnh, hầu đủ sức giật sập chế độ độc tài toàn trị là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hãy cùng thúc đẩy phong trào tự diễn biến, tự chuyển hóa trở thành hiện thực
vì đó là một nhu cầu cấp bách đối với các tổ chức đấu tranh vì dân chủ hiện nay. Khi kết quả cuộc bầu cử địa phương tại Hồng Kông được đưa ra hôm Chủ nhật vừa qua, những người thuộc phe dân chủ là một liên minh lỏng lẻo của các đảng phái ủng hộ quyền bầu cử cho tất cả mọi người dân và chống lại các chính sách của Bắc Kinh đang ngạc nhiên đến phát khóc. Họ hy vọng sẽ chiến thắng, mặc dù những lo sợ về sự can thiệp của chính quyền và gian lận, nhưng không bao giờ họ ngờ là chiến thắng lại lớn đến như vậy. Cho đến khi cuộc kiểm phiếu kết thúc, phe dân chủ đã tăng gấp 3 số ghế tại các chính quyền địa phương, đánh bại phe thân Bắc Kinh chiếm đến 87% số phiếu bầu so với chỉ có 13% cho các đảng thân chính quyền, với tỷ lệ số người đi bầu cao nhất từ trước tới nay. Cách đây 4 năm, các đảng thân Bắc Kinh được đến 65% tổng số phiếu, nhưng lần này các đại biểu của phe chính quyền lần lượt gục ngã, bị cuốn vào sọt rác bằng một làn sóng phẫn nộ nuôi dưỡng bởi hơi cay và những hành động đàn áp càng ngày càng tàn bạo của cảnh sát Hồng Kông. Trong khi đó, ở các tòa soạn báo chí tại Bắc Kinh, kết quả bầu cử đã tạo ra một sự hoảng hốt với các biên tập viên cuốn cuồng tìm cách làm sao xoay kết quả lại để coi như là có lợi cho đảng Cộng sản Tàu. Trái ngược với đa số các quan sát viên tại Hồng Kông, các biên tập viên và các quan chức Cộng sản đằng sau họ có vẻ như thật sự tin rằng các đảng thân chính quyền sẽ chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử này. Tuyên truyền quả là một chất ma túy làm người ta say, và Bắc Kinh đã say vì chính ma túy của mình. Theo một phóng viên ngoại quốc tại Bắc Kinh vốn có liên hệ nhiều với các nhà báo người Hoa, thì tại cả hai tờ Global Times tiếng Anh và Nhân dân Nhật Báo tiếng Hoa, các phóng viên đều được lệnh viết bài mừng chiến thắng trước ngày bầu cử hôm 24 tháng 11 với các con số để trống dành sau khi có kết quả. Và những tiên đoán này bao gồm cả chiến thắng cho những nhân vật như Junius Ho, có những lời tuyên bố mạt sát các người tranh đấu đã bị dân Hồng Kông căm ghét, nhưng lại được Bắc Kinh ưa thích và thường xuyên đưa lên mặt báo. Cuộc bầu cử tại Hồng Kông như vậy đã cho ta thấy một vấn đề đáng quan tâm là, ở những tầng lớp cao cấp trong giới lãnh đạo đảng Cộng sản Tàu, luôn tin vào chính những tuyên truyền của mình. Và đó là một triển vọng đáng sợ cho tương lai Trung Cộng, cho Hồng Kông và cho cả thế giới, đặc biệt là vào lúc hệ thống cai trị này đang phải vật lộn với những vấn đề khó khăn mà chính chúng tạo nên. Ngay đến cấp lãnh đạo cao nhất, nhóm chung quanh ông Tập cũng tin vào những luận điệu đưa ra bởi chính quyền Hồng Kông và các quan chức của mình, tức là cái đa số thầm lặng. Như bà Carrie Lam, trưởng quan hành chánh Hồng Kông thường xuyên gọi họ, đã chắn ngắt việc phản đối, quy trách nhiệm cho phe đối lập và muốn quay trở lại tình trạng bình thường. Thế nhưng, đây là một luận điệu có thể được chứng minh là không đúng một cách dễ dàng qua các thăm dò dư luận vốn liên tục cho thấy người Hồng Kông không cảm thấy là đồng tộc với dân lục địa, không tin tưởng vào cảnh sát. Tuy rằng chán ngán với những bạo động, nhưng quy trách nhiệm cho chính phủ chứ không phải phe đối lập. Điều gì đã tạo ra cái sự sai lầm khổng lồ này? Có lẽ nhân tố chính là chính những người chịu trách nhiệm thao túng dư luận Hồng Kông, lại là những người chịu trách nhiệm tường trình về sự thành công hay thất bại của những gì mình làm. Cơ quan chính chịu trách nhiệm việc này là Văn phòng Hồng Kông của Trung ương Đảng, vốn trên nguyên tắc lo về tương quan giữa Hồng Kông và Đại lục, nhưng trên thực tế, chúng đóng vai trò điều hợp cho các hoạt động mặt trận thống nhất, phối hợp các hoạt động của các chính trị gia thân Bắc Kinh, báo chí thân cộng, cũng như là cho những ưu đãi của những doanh nghiệp hoặc cá nhân nào họ nghĩ là cần thiết.
Đồng thời, cơ quan này cũng chịu trách nhiệm cung cấp những tin tức tình báo cho nhà cầm quyền Bắc Kinh. Các cuộc biểu tình phản đối là một thất bại khổng lồ cho văn phòng Hồng Kông. Cái chủ đề đa số thầm lặng là một cách để nhằm biện minh cho mình. Thành ra, những tin tức gì ủng hộ cho chủ đề này được chuyển về Bắc Kinh, trong khi những tin tức gì đi ngược lại thì bị ếm nhẹm. Một chuyện tương tự cũng đã xảy ra cách đây 4 năm với văn phòng Đài Loan của Bắc Kinh, khi họ tiên đoán là đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn sẽ thua nặng. Nhưng đây không phải là một vấn đề mới gì đối với các chế độ chuyên chế. Ta có thể thấy nó có ngay từ thời Nhà Thanh với các tướng lãnh phúc trình với triều đình về những chiến thắng chống lại quân Anh. Hồng Kông chưa phải là một vấn đề có tầm quan trọng chính trị sinh tử đối với chế độ. Thế nhưng, nếu tình trạng này tiếp tục đối với các vấn đề khác, thì sẽ có lúc nó dẫn với lãnh đạo Bắc Kinh đến những hậu quả nguy hiểm hơn nhiều cho chế độ và cho thế giới. Tại sao gần 100 triệu dân Việt lại dưới cờ 7 triệu người Hồng Kông đến như vậy? Vì đâu nên nổi? Hồng Kông và Việt Nam đều là món quà trời cho Donald Trump, nhưng không hề ngẫu nhiên. Ông Trump ứng xử với hai món quà này của Thượng Đế không giống nhau, dù cả hai đều có nét chung, bất chấp một số đối nghịch. Trước đây ông Trump lưỡng lự là chưa chắc tôi sẽ ký một đạo luật như vậy. Nhưng khi đặt bút ký hai đạo luật ấy vào ngày 27 tháng 11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tréo ngoe đầy ám chỉ. Tôi ký các dự luật này để bày tỏ sự tôn trọng đối với Chủ tịch Tập Trung Quốc và người dân Hồng Kông. Còn đối với Việt Nam, mới mấy tháng trước đây, Tổng thống Trump từng nói huýt toẹt rằng Việt Nam lợi dụng Hoa Kỳ còn tệ hơn cả Trung Cộng. Với Hồng Kông, điểm đáng sôi đầu tiên là sau khi hơn 1.300 người bị bắt trong các cuộc biểu tình kéo dài 6 tháng qua, tưởng như đã tàn tác. Nhưng ngày 1 tháng 12 vừa rồi, hàng ngàn người dân Hồng Kông vẫn tiếp tục xuống đường sau chiến thắng của phe Dân Chủ trong cuộc bầu cử cấp quận. Hàng ngàn người mặc áo đen và đeo mặt nạ di chuyển theo tuyến đường được cảnh sát cấp phép. Nhiều người trong số họ hô vang khẩu hiệu ủng hộ sinh viên và giới trẻ. Đoàn người tập hợp trước cả lãnh sự quán Hoa Kỳ, giấy quốc kỳ Hoa Kỳ và giơ cao biểu ngữ. Cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ và cầu Chúa phù hộ cho nước Hoa Kỳ. Để tỏ lòng cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã ký phê duyệt đạo luật Hồng Kông. Điểm đáng soi thứ hai là ý thức chính trị của người dân Hồng Kông. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu vừa qua là rất cao, một kỷ lục đối với bất kỳ cuộc bầu cử nào ở Hồng Kông những năm trước đây. Gần 3 triệu cử tri, tức hơn 71% số người ghi danh tham gia bỏ phiếu so với mức 47% của 4 năm về trước. Sau khi bỏ lá phiếu của mình, trưởng đặc khu Carrie Lam đã bác bỏ ý kiến cho rằng đây là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với sự lãnh đạo của bà. Có lẽ bà trưởng đặc khu cảm nhận được bất lợi lớn đang đến với bà. Các chính trị gia ủng hộ Dân Chủ đã giành được gần 90% số ghế và nắm quyền kiểm soát 17 trong số 18 hội đồng, mà trước đây họ chưa từng kiểm soát một hội đồng nào. Điểm đáng soi thứ ba là tính không khoan nhượng đối với năm yêu sách của phong trào đấu tranh. Các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông nổ ra từ đầu tháng 6 năm 2019. Đến hôm 4 tháng 9, chính quyền đặc khu buộc phải rút dự luật dẫn độ. Nhưng người biểu tình vẫn tiếp tục tuần hành đòi 4 yêu sách còn lại của họ chưa được đáp ứng, bao gồm 1. Mở cuộc điều tra độc lập về hành vi bạo lực của cảnh sát. 2. Miễn truy tố đối với những người bị bắt. 3. Rút lại việc coi các cuộc biểu tình là bạo loạn. Và 4. Xúc tiến quá trình cải cách chính trị đang bị đình trệ.
Bà Carrie Lam dưới sự chỉ thị của Bắc Kinh đã tỏ ra không nhượng bộ thêm. Tuy nhiên, những người biểu tình cho dân chủ ngày càng thêm kiên định, quyết đấu tranh cho cả năm mục tiêu. Điểm soi thứ tư là thái độ nhân văn và bao dung của những người biểu tình Hồng Kông đối với các nhóm dân đến từ đại lục. Các nhóm nhỏ này cho biết vì trân trọng nền tự chủ của Hồng Kông không bị kiểm soát bởi Trung Cộng, nên họ đã tham gia vào các cuộc diễn hành cùng ký đơn thỉnh nguyện và bảo vệ phong trào chống luật dẫn độ trên mạng xã hội. Sự tham gia của những người dân đại lục này cho thấy rất có thể phong trào đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông sẽ lan tới đại lục. Đó là điều mà Đảng Cộng sản Tàu kinh hãi nhất. Bất chấp các chiêu trò dán nhãn bôi loại người biểu tình là phản quốc của Bắc Kinh. Đặc biệt với cuộc đấu tranh dai dẳng đang diễn ra, Hồng Kông rất có thể trở thành một Đài Loan. Đó mới thực sự là cơn ác mộng của Tập Cận Bình. Trong khi đó, trước mũi cử tri cả nước Việt Nam, Quốc hội Cộng sản Việt Nam vừa thông qua một quyết định động trời mà người dân chẳng có một phản ứng nào nên hồn. Tất cả hầu như đều tê liệt, chứ đừng nói đến chuyển xuống đường phản đối. Quyết định ấy là vào chiều ngày 25 tháng 11 năm 2019, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã bỏ phiếu cho phép cái người nước ngoài được miễn visa vào các khu kinh tế ven biển có sân bay quốc tế. Nó đồng nghĩa với sự chấp thuận cho tàu tự do vào ra ba đặc khu, Biên Đồn, Bắc Biên Phòng, Phú Quốc là ba vị trí trọng yếu mang tính chiến lược về an ninh quốc phòng. Trung Cộng đã chọn đúng ba huyệt đạo trên dải đất hình chữ S. Để chọn được ba huyệt đạo ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam từng cử Phạm Minh Chính sang tàu gọi là học hỏi, nhưng thực ra là đi nhận chỉ thị của Bắc Kinh để về nước thi hành lệnh. Hồng Kông thật đáng hãnh diện. Họ vừa được trao giải John McCain về lãnh đạo và phục vụ. Một nghị viên thành phố và một nhà tranh đấu ở Hồng Kông sẽ đại diện cho thành phố qua Hoa Kỳ nhận giải. Rõ ràng, dân nào thì chính quyền ấy. Bạn muốn giống như Hồng Kông không? Muốn được thế giới ngưỡng mộ như một vùng đất thơm hương cảng, thì trước hết, bạn phải thay đổi. Bạn và tôi, chúng ta phải giành lấy quyền được bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Cho đến nay, Quốc hội Cộng sản Việt Nam do bận bàn việc đánh thuế mấy cái quán nước ở vỉa hè nên chưa đưa vào chương trình nghị sự. Bạn và tôi hãy thúc giục họ trả món nợ ấy. Nếu chúng ta không hành động bây giờ, thì sẽ không bao giờ còn cơ hội hành động. Chính trị Trung Hoa từ thời phong kiến đến thời Mao hay ngày nay đều luôn tồn tại hai lực mâu thuẫn đối kháng có tính triệt tiêu nhau. Không ai thuộc sử Trung Hoa hơn Mao Trạch Đông. Trong thời gian ở Diên An, Mao đã khai triển những mâu thuẫn xã hội thành một học thuyết mà sau này được gọi là mâu thuẫn luận của Mao. Điều đó cho thấy Mao dành nhiều thời gian để suy nghĩ và vận dụng các mâu thuẫn xã hội để duy trì quyền cai trị độc tài tuyệt đối của mình. Một trong những hệ quả của việc vận dụng các mâu thuẫn là cuộc cách mạng văn hóa đẫm máu với khoảng 2 triệu người bị giết. Thời kỳ Đặng Tiểu Bình cũng vậy. Trong biên khảo chuyến Nam Du của Đặng Tiểu Bình, thành phần chính trị ưu tú Trung Cộng hậu Thiên Môn của Xuôi Sang Giao cho thấy cuộc đấu tranh giữa các thành phần nắm giữ quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản sau Thiên An Môn. Đại diện hai thành phần này là Đặng Tiểu Bình và Trần Vân, tiếng Trung Hoa là Chen Yong, một lãnh đạo kỳ cựu và có khuynh hướng bảo thủ trong Đảng Cộng sản Tàu. Nếu Đặng Tiểu Bình thua, Trung Cộng có thể trở lại thời Mao. Trần Vân có ảnh hưởng lớn ở Bắc Kinh, trong khi Đặng được hầu hết các thành phố lớn và khu kinh tế lớn như Thượng Hải, Quảng Châu, vân vân ủng hộ. Kết quả, Đặng thắng. Những tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng sản Tàu chưa hiện ra cho bên ngoài thấy, nhưng chắc chắn đang có và ngày càng trầm trọng.
Những kẻ độc tài dù Hitler trước đây hay Tập Cận Bình hiện nay đều có một điểm giống nhau, đó là bệnh hoang tưởng về sức mạnh của mình và xem thế giới chung quanh trong một trạng thái tĩnh, chậm chạp, nếu không muốn nói, không thay đổi. Hitler mở chiến dịch Barbarossa tấn công Nga Xô là một sai lầm chiến lược. Các tướng lãnh Đức cố gắng thuyết phục y đổi ý, nhưng Hitler nhất định không nghe vì Hitler hoang tưởng về sức mạnh vô địch của Đức và mộng bá chủ châu Âu của cá nhân y. Kết quả ra sao như thế giới đều biết. Xin mở ngoặc ở đây để nói về Việt Nam. Tại Việt Nam, vẫn còn không ít người mang cái bệnh hoài Nga, nên nghĩ Nga là một trong những đồng minh chống Đức. Thật ra, cho đến ngày 21 tháng 6 năm 1941, Stalin vẫn còn là một đồng minh tin tưởng của Hitler và chịu trách nhiệm liên đới cho cái chết của nhiều triệu dân hai vùng Đông Âu và Baltic. Tập và đám lãnh tụ Cộng sản ở Trung Nam Hải cũng biết không có cách mạng Nhung hay cách mạng Hoa Lai nào dành cho số phận của Trung Cộng. Tại Trung Cộng chỉ có cách mạng máu mà thôi. Trong diễn văn chứa đầy ngôn ngữ tuyên truyền nhân dịp đánh dấu 70 năm thành lập nhà nước Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình tuyên bố không sức mạnh nào có thể ngăn cản bước tiến về phía trước của nhân dân Trung Quốc và nước Trung Quốc. Và họ tập chấm dứt bằng hô khẩu hiệu Đảng Cộng sản Trung Quốc muôn năm, Trung Quốc muôn năm. Nhưng đồng thời trong diễn văn ngắn hơn 10 phút đó, họ tập kêu gọi nhân dân Trung Hoa đoàn kết sau lưng Đảng Cộng sản để vượt qua mọi thử thách, vì y biết đám mây đen đang kéo tới, cơn bão sắp thổi qua lục địa Trung Hoa. Vừa rồi, trả lời câu hỏi, nhà cầm quyền Trung Cộng sẽ có biện pháp nào trước mắt để trả đũa các đạo luật về Hồng Kông mà Tổng thống Donald Trump vừa ký? Thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng là cảnh sản chỉ biết đáp dọn vẹn, việc gì tới sẽ tới. Điều đó chứng tỏ Tập chưa có hay không có một chủ ý rõ rệt nào. Phản ứng này cũng tương tự như những câu tuyên bố hùng hổ đầy đe dọa nhưng rỗng tuếch khi Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. Nhưng những điều đó chưa hẳn là ác mộng, mà ác mộng của Tập là với quyết tâm của Hoa Kỳ, Hồng Kông có thể trở thành một Đài Loan. Tại sao? Nếu Tập Cận Bình đọc sử của nước Hoa Kỳ thì sẽ nhận ra việc Tổng thống Trump ký hai đạo luật được thông qua gần như tuyệt đối của lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ liên quan đến Hồng Kông là thể hiện chính sách đối ngoại lâu dài của Hoa Kỳ như một quốc gia, không chỉ giới hạn trong một hay hai nhiệm kỳ Tổng thống. Nếu không có sự cam kết bảo vệ Đài Loan bằng các biện pháp cứng rắn của Hoa Kỳ, khó mà có thể tiên đoán được vận mệnh Đài Loan trước tham vọng của Mao Trạch Đông. Hồng Kông cũng vậy thôi. Hồng Kông là một phần trong chiến lược ngăn chặn mới của Hoa Kỳ và bao trùm tất cả các lĩnh vực kinh tế, tài chính, quân sự. Trong lúc cuộc cách mạng tin học và toàn cầu hóa kinh tế thúc đẩy sự hợp tác trong mọi lĩnh vực, mang con người đến gần nhau, thu hẹp không gian và rút ngắn thời gian cũng làm cho chiến lược ngăn chặn mới khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Hai lý thuyết ngăn chặn cũ chống Cộng sản châu Âu và ngăn chặn mới chống Trung Cộng ở Á Châu đều cùng một mục tiêu là đem lại quyền dân chủ tự do về kinh tế, chính trị, xã hội cho con người trong cộng đồng nhân loại đang chịu đựng bất công, áp bức. Nền tảng của xã hội Hoa Kỳ hay nói rõ hơn, các giá trị tạo thành và cũng là chỗ dựa của quốc gia Hoa Kỳ là tự do, dân chủ, bình đẳng như đã vạch ra trong hiến pháp và các tu chính án. Kinh nghiệm từ chiến tranh Hoa Kỳ với Tây Ban Nha năm 1898, rồi Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, chiến tranh Triều Tiên, vân vân, đã cho thấy khi nào quyền lợi của nước Hoa Kỳ và các giá trị tạo thành nước Hoa Kỳ đồng thuận, đó là thời kỳ nước Hoa Kỳ đóng góp hữu hiệu nhất vào việc bảo vệ nền hòa bình và
tự do thế giới. Nhật Bản, Singapore, Nam Hàn, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ vân vân nắm được chiều gió của thời đại gia đã thành công. Cuộc chiến tranh lạnh lần này phức tạp và đa diện hơn nhiều, nhưng nguyên tắc, cơ hội và chọn lựa của các quốc gia trong vùng ảnh hưởng cũng không thay đổi, nghĩa là theo tự do dân chủ, dân tộc sẽ được sống còn, mà theo Trung Cộng, dân tộc có thể sẽ bị diệt vong.